Trải qua mùa đầu tiên thử nghiệm phát sóng liên tục từ tháng 3 cho đến tháng 7 năm 2020, chương trình lớp học không khoảng cách của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía học sinh và phụ huynh trên cả nước. Vì vậy, trong dịp hè năm nay, lớp học không khoảng cách sẽ tiếp tục được lên sóng trên các kênh VTC11, VTC8 và ứng dụng VTC Now. Đây là chương trình được hợp tác giữa Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và hệ thống giáo dục học mãi để giúp cho các em học sinh chủ động học tập trong thời gian nghỉ hè và phòng chống dịch bệnh. Và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình để giúp cho lớp học không khoảng cách trở thành cầu nối kiến thức cho các em học sinh, ngày hôm nay chuyện tối nay của chúng tôi sẽ bàn về vấn đề này. Và thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương còn chưa kết thúc được năm học. Chương trình lớp học không khoảng cách giúp học sinh ôn tập hè và chuẩn bị kiến thức cho năm học mới, được trải đều, đa dạng, dành cho học sinh các cấp từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Số lượng bài giảng, môn học cũng nhiều hơn so với năm 2020. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 12 sẽ có thêm các bài giảng luyện thi. Ngoài ra, Đài truyền hình VTC và Trung tâm Học mãi còn triển khai các chương trình giáo dục giới tính, gồm các bài giảng về tuổi dậy thì và yêu thông minh, giúp học sinh và phụ huynh nắm được các kiến thức cần thiết về sự thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì. Chương trình tư duy thời đại số với các bài giảng được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân có trách nhiệm. Cái nội dung của Học mãi cùng VTC phối hợp triển khai thì hướng tới cái đối tượng đại trà. Tuy vậy thì trong chương trình thì chúng tôi chú trọng vào cái phạm vi là trong cái giai đoạn hè thì giúp học sinh là ôn tập các kiến thức trong năm học. Và cái quá trình mà ôn tập đấy thì nó bao gồm đầy đủ từ cái việc là trang bị lại kiến thức cũng như là luyện tập và có cả những kiến thức nâng cao nữa. Do vậy thì tất cả các đối tượng học sinh thì đều có thể tham gia và học tập trên cái nội dung mà VTC cung cấp trên kênh của VTC. Chương trình sẽ được phát sóng thường xuyên trong suốt mùa hè từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 với các khung giờ phát sóng mới từ 18 giờ đến 22 giờ trên các kênh VTC11, VTC8 và ứng dụng VTC Now thuộc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và phát lại vào các khung giờ từ 6 đến 16 giờ hàng ngày. Thời lượng mỗi bài giảng từ 30 đến 45 phút. Học sinh có thể học tập thông qua phương pháp giảng dạy qua truyền hình, tích hợp môi trường trực tuyến. Học sinh có thể xem và học cùng với các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động thông minh, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh hiện nay. Trong thời gian tới, hai đơn vị cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai các hệ thống kiểm tra, đánh giá học sinh ngay sau khi kết thúc thời gian phát sóng. Xin chào chị Nguyễn Thị Tiết, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Vâng, có thể nói là những cái lớp học online này hay là những cái lớp học trên truyền hình nữa thì cũng khá nhiều rồi. Tuy nhiên thì cái lớp học không khoảng cách của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC kết hợp với cả hệ thống giáo dục học mãi thì có điều gì đặc biệt hả chị? Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã rất quan tâm và chỉ đạo sát sao chúng tôi về cái việc là tiếp tục phối hợp với hệ thống giáo dục học mãi để tiếp tục phát sóng cái chương trình lớp học không khoảng cách 2021. Chương trình thì đã được lên sóng từ ngày 21 tháng 6 và năm nay thì cái điểm đặc biệt của chương trình chúng tôi triển khai nó ở cái mức là rộng hơn ở tất cả các cấp học từ lớp 1 của tiểu học cho đến lớp 12 của phổ thông trung học. Với cái số lượng bài giảng lớn hơn rất là nhiều, hình thức mà giảng dạy trên truyền hình kết hợp với giảng dạy online và được phát sóng trên các cái kênh truyền hình của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC như là VTC 8, VTC 11 và trên VTC Now. Thì ngoài các cái bài giảng về các cái cấp của các cái cấp học, chương trình ôn thi thì chúng tôi năm nay chúng tôi đưa thêm các cái chương trình về giảng dạy kỹ năng mềm, về kỹ năng sống, về tuổi dậy thì, rồi về tư duy thời đại số. Đây là các cái chương trình mà khá là đặc biệt, giúp trang bị thêm cho các cái em học sinh. Học trực tiếp ở trên lớp thì chắc chắn là sẽ khác với cả học online hay là học truyền hình rồi. Vậy Đài truyền hình kỹ thuật số sẽ phải làm gì để cho các em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh có thể tìm kiếm những cái hiệu quả của các chương trình bài giảng của mình ạ? Lớp học không khoảng cách thì nó là một cái cách thức học kết hợp của các cái bài giảng
trên truyền hình tích hợp với online, các em có thể tức là rất thoải mái trong cái việc mà lựa chọn cái không gian học và cái cách thức học. Tức là ngoài xem truyền hình thì các em có thể học trên các cái phương tiện điện thoại thông minh, máy tính bảng, vân vân. Và trên các cái phương tiện như vậy thì các em có thể tự do và thoải mái để có thể trao đổi, trình bày các cái quan điểm của mình và tương tác với các cái thầy cô thông qua các cái bài giảng, và cái giờ bắt đầu là từ 18 giờ cho đến 22 giờ, với cái thời lượng từng chương trình là 15 phút, 30 phút hoặc là 45 phút tùy cái môn học, thì nó sẽ có cái thời lượng tương ứng để làm sao mà truyền tải được hết cái nội dung. Thì các cái chương trình kỹ năng mềm thì sẽ được đan xen, ở các cái khung giờ khác nhau, thì nó sẽ giúp các em giảm bớt cái sự căng thẳng. Để chuẩn bị cho cái thời gian lên sóng là 21 tháng 6 vừa qua thì Đài Truyền hình Kỹ thuật số cũng như là lớp Học Mãi thì có gặp khó khăn gì không ạ, và công tác chuẩn bị thì như thế nào ạ? Để mà triển khai cái khối lượng bài giảng khổng lồ, hơn 400 bài giảng dự kiến phát sóng trong suốt 3 cái tháng hè, thì không thể không nói là không có những cái khó khăn hoặc là những cái vất vả đối với cái đội ngũ làm chương trình. Về phía Học Mãi thì sẽ phải chịu trách nhiệm về lên bài giảng, thiết kế bài giảng, rồi tổ chức đội ngũ giáo viên để giảng dạy và ghi hình bài giảng. Thế còn phía đài VTC thì có cái đội ngũ biên tập dày dạn kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ tiếp nhận cái bài giảng đấy từ phía Học Mãi qua các cái khâu kiểm duyệt, đảm bảo làm sao mà các cái chương trình đủ về thời lượng này, đảm bảo về nội dung chương trình và cái độ hấp dẫn của chương trình, để sắp xếp trên các cái khung sóng làm sao mà đến được với các cái em học sinh được phù hợp nhất. Vậy cái phản hồi của khán giả với cái chương trình học của chúng ta thì như thế nào hả chị? Tuy là mới chỉ có một vài ngày phát sóng thôi, nhưng mà chúng tôi cũng đã nhận được phản hồi tích cực. Các phụ huynh thì cũng rất là cảm ơn chương trình lớp học không khoảng cách, bởi vì nhờ có chương trình không khoảng cách mà con của họ thì không bị gián đoạn cái việc học tập, cái việc bổ sung kiến thức, ôn tập trong hè hoặc là chuẩn bị những cái kiến thức mới trước khi vào năm học. Nhiều con phản hồi là rất là thích phong cách giảng dạy của thầy này, hoặc là rất thích phong cách giảng dạy của cô giáo kia. Đấy, thì bởi vì là cái đội ngũ của giáo viên mà hệ thống giáo dục Học Mãi lựa chọn thì là những cái giảng viên rất là trẻ, năng động. Các cái bài giảng của họ thì rất là phong phú và sinh động. Các cái bài giảng đều được có cái sự minh họa bằng hoạt hình này, hoặc bằng các cái thiết kế đồ họa, thì giúp cho cái bài giảng nó rất là sinh động và các con đều rất là thích. Đài Truyền hình Kỹ thuật số có định là tổ chức thường kỳ hàng năm không ạ? Và cái mong muốn khi mà cái chương trình này mang đến khán giả là gì ạ? Việc tiếp tục lớp học không khoảng cách trong cái mùa tiếp theo là mong muốn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng như là hệ thống giáo dục Học Mãi, bởi vì các cái lợi ích của nó đã được chứng minh và đã được ghi nhận. Cái mong muốn của những cái người làm chương trình là mang đến cho các em một cái lớp học mà ở đó thì không còn khoảng cách giữa giáo viên và học sinh. Các em có thể tự do lựa chọn cái không gian học tập của mình, cái giờ học của mình, phát huy được cái khả năng tự học của mình. Và các em có mong muốn tự học thì cho dù là dịch bệnh hay là bất cứ khó khăn nào thì cũng không cản trở được cái việc học của các em. Và chương trình lớp học không khoảng cách sẽ cố gắng để mang điều đó, mang lại cái lợi ích và cái điều đó đến đáp ứng được cái mong muốn của các em. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tiết, và xin chào khán giả của chương trình.